thân mến, chúng ta đã có mặt tại sân bóng Star Sport phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Và trước mắt quý vị và các bạn đó là trận thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng, sự kiện của đội TNT và FC Vinh Phát. Khi mà chúng ta đã biết được rằng Vinh Phát là một trong những đội bóng cũng gây được nhiều sự chú ý trong quãng thời gian vừa qua, sau giải bóng đá xi măng Xuân Thành đã và chơi cho giải bóng đá sự kiện toàn quốc vừa rồi, chơi cho đội bóng đó là thủ môn Đức Chính mang áo số 13, trung vệ Thế Phương mang áo số 23. Ngày hôm nay được chơi ở bên hành lang cánh phải và Khánh Dêm sẽ có được cơ hội nhiều hơn đến Tuyến Trịnh. Khả năng chuyền bóng dài của Tuyến Trịnh cũng là khá tốt. Dứt điểm ngay, không phải hỏi và không thể có mặt trong trận thi đấu này. Trung Ozin, đó là cú sút ngay chứ không phải lường chuyền. Vào giải bóng đá toàn tỉnh sắp tới thì hầu hết các cầu thủ đang chơi cho bộ đội TNT lúc này cũng đang Khánh Dêm, khoảng trống dành cho Khánh Dêm nhưng cú sút đã trượt chân. Đá phạt rất nhanh, không vào. Quyết định dứt điểm từ xa trong ngày sáng mắt câu lạc bộ. William pha bóng mà thủ môn chuyển có điểm rơi, nhưng người đã bật cao đó là Quốc Khánh. Cú sút này để cho các cầu thủ hai đội sẽ có nhiều thời gian cùng giao lưu ngày hôm nay. Cú sút tiếp theo quan tâm của toàn thể quý vị khán giả, đặc biệt là sự hiện diện của những người đại diện. Đường chuyền dài, Phú Linh rất nguy hiểm. Khánh Dêm, đây là yếu cơ lòng. Phú Linh quay không được. Trước đây thì cũng như đầu tiên của bóng đá Ninh Bình, bóng đá nội bộ hiện đại vừa rồi thì Phú Linh cũng đã chơi cho Phú Linh. Đường chuyền về, bóng vẫn đi hơi, pha đi bóng hơi mạo hiểm của Minh Công, cú sút. Lại đường, và cắt bóng chủ động của Quang Quý, không vào. Quang Quý chuyền bóng và dâng cao của Đinh Vinh. Phú Linh và lúc này đây thì cố đội TNT vẫn đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Phú Linh, Trung Ozin rất hợp lý, lại là cái dứt. Đó là đơn vị quay phát TD Studio cũng như hiệp hội bóng đá Phủ Ninh Bình và Phủ Ninh Bình. Cú sút của Linh và các quý vị khách quý đại diện của các trung tâm tổ chức bóng chủ động đến từ sải chân dài của Quỳnh Tèo. Quỳnh Tèo đọc Hồ Gương rất tốt. Quỳnh Tèo xử lý rất hay, đã có lỗi rồi. Trận thi đấu tiếp theo của cố đội TNT trong chuỗi trận thi đấu giao hữu đó là gặp các đội được người vừa có nỗ lực đi bóng đó là Hoàng Nam Định. Cú sút này quả rất hợp lý, cơ hội dành cho Vinh Phát, đã có lỗi. Sút ra rất nguy hiểm. CR7 cũng chính là người đại diện cho đội bóng. Ba người rất khéo, hiếu biết. Cú sút không được. Dẻo của anh Dũng, Nguyễn Điền. Sáng sự ra được. Kante là người em song sinh của Chiến Kante. Dứt điểm từ xa. Gươm đã được rút về chơi ở bên hành lang cánh trái. Quỳnh Đeo không biết mệt mỏi của FC Vinh Phát khi mà đội bóng vẫn chưa thể có được lợi thế thì di chuyển rất linh hoạt. Cú sút không được, sự thật đường người. Quá thuận lợi, 2-0 rồi. Lên 2-0 trong trận thi đấu này. Rất tự tin. Vẫn là xe được cày, vẫn là thế. Quỳnh Đeo. Đúng là một đội bóng có chiều sâu. Sự kiện của đội TNT, những cầu thủ vào sân đều là những người chơi rất hay.
Và đi bóng rất nỗ lực đến từ... Đây mới là cú sút, vẫn không thể đánh bại. Sẽ thật được người bên phía... Rất hay. Cú hợp nhanh. Vừa vậy, trong hiệp 2 của Cố Đô Tì Tì vẫn đang chơi tốt. Đường truyền của thắng Kante, Hiếu Ino đánh đầu. Sự kết nối đến từ được chú ý rất nhiều. Quỳnh Đeo dứt điểm một chạm, bóng đã đập cột hay là vẫn chưa thể đánh bại được một Đức Chính trong một trận thi đấu thực... vẫn không vào. Tốc độ của Hiếu Ino không đó. Thành viên của sự kiện Cố Đô Tì Tì sẽ về với nhà hàng Song Hỷ Lâm Môn để cùng tham dự chương trình gala ra mắt câu lạc bộ. Trân trọng kính mời thông báo với tất cả.